Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại khách sạn Morena thuộc Buriram lúc 14 giờ ngày 2 tháng 6, khép lại hành trình dài 24 tiếng để tới địa điểm tổ chức King Cup 2019. Trước đó, tiền đạo Nguyễn Công Phượng và thủ môn Đặng Văn Lâm cũng hội quân cùng với đội ở tại Bangkok. Riêng tiền vệ Lương Xuân Trường thì đợi đại quân của huấn luyện viên Park Hang-seo tại Buriram. Vì thế, đội tuyển Việt Nam có đầy đủ quân số trước khi vào buổi tập đầu tiên ở trên đất Thái. Cũng trong ngày hôm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã công bố về danh sách ban cán sự của đội tuyển Việt Nam. Theo đó, trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ là đội trưởng, hai đội phó gồm có tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Điều này khiến không ít người bất ngờ bởi trước đó tiền vệ Lương Xuân Trường mới là gương mặt được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng ở vai trò đội phó. Tuy nhiên, việc Văn Toàn nằm trong thành phần ban cán sự được xem như là sự khích lệ tinh thần to lớn cho cá nhân tiền đạo này sau những màn thể hiện cực kỳ ấn tượng tại V-League trong thời gian vừa qua. Đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có khoảng 2 ngày tập luyện trước khi bước vào trận mở màn với đội tuyển Thái Lan tại King Cup. Thế nhưng vấn đề thể lực đang khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra khá lo lắng sau khi mà họ vừa trải qua lịch thi đấu dày và lại di chuyển mệt mỏi nên nguy cơ chấn thương là rất cao. Trước khi hành quân sang Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã thừa nhận sai lầm khi lựa chọn tham dự King Cup. Ông nói, sau khi xem lại kế hoạch, tôi nhận ra sự sai sót. Chúng ta di chuyển nhiều hơn thay vì phải đến Bangkok. Việc nhận lời sang Thái Lan thi đấu là một sai sót của tôi. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 5 tháng 6 tới đây. Đây sẽ là cuộc đối đầu đang được người hâm mộ Đông Nam Á rất chờ đợi. Khách sạn Morena thuộc quần thể khu tổ hợp thể thao Chang Arena sát ngay sân vận động Thunder Castle của câu lạc bộ Buriram. Trước đó thì do đang ở sẵn Buriram cho nên tiền vệ Lương Xuân Trường là người đầu tiên xuất hiện tại Morena tầm khoảng 20 phút trước khi xe buýt chở đội tuyển Việt Nam có mặt. Trông Trường Hiếp khá vui vẻ, anh làm thủ tục nhận phòng và trao đổi nhanh với anh em báo chí trước khi đi vào trong. Xuân Trường cho biết là anh đã khá quen với điều kiện khí hậu tại Buriram, dù rằng thức ăn vẫn chưa hợp khẩu vị lắm. Sau khi xe của đội tuyển đến, Xuân Trường đã ra đón huấn luyện viên Park Hang-seo và các đồng đội ở tuyển Việt Nam. Các cầu thủ trông khá tươi tỉnh dù phải trải qua quãng đường hơn 24 giờ di chuyển và chặng dừng ở Hà Nội, Bangkok, Buriram. Mặc dù vậy, ngồi trên băng ghế đầu nhìn các học trò lục tục xuống xe, khi thấy anh em báo chí có mặt khá đông thì huấn luyện viên Park Hang-seo trông khá sốt ruột, liên tục nhấp nhổn đứng ngồi không yên. Ngay sau khi mà Hùng Dũng xuống xe, ông Park đã phi xuống sảnh và lập tức lao đến người quản lý của khách sạn. Rất nhanh, ông yêu cầu cả đội đi vào trong khu vực cách ly và yêu cầu hạn chế tối đa tác nghiệp báo chí. Các tuyển thủ Việt Nam lập tức tuân thủ và di chuyển theo hành lang vào khu vực giới hạn của khách sạn. Mặc dù vậy, có thể thấy là các cầu thủ khá vui vẻ khi chính thức bước vào King Cup. Đáng chú ý nhất là Công Phượng, người đang là tâm điểm sau khi chia tay Incheon United và chuẩn bị thử việc ở câu lạc bộ hạng nhì của Pháp. Trông anh khá vui vẻ và tươi tỉnh khi xuống xe. Vừa đi vào, Phượng vừa cười vừa nói với các đồng đội, thậm chí còn bắt tay một số anh em báo chí. Mặc dù vậy, theo yêu cầu của huấn luyện viên Park Hang-seo, dù Phượng hoặc bất kỳ cầu thủ nào đều tế nhị không giao tiếp với báo chí. Có lẽ ông Park khá sốt ruột khi đội tuyển Việt Nam đã phải trải qua 24 giờ di chuyển, ảnh hưởng rất lớn đến thể lực, tinh thần cũng như là sự tập trung cho King Cup. Vào 18 giờ chiều nay, tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại sân tập của Buriram United, gần kế sân chính Chang Arena, nơi tiền vệ Lương Xuân Trường vẫn tập luyện thường xuyên từ khi sang đây chơi bóng. Bên phía đội tuyển quốc gia Thái Lan, huấn luyện viên Sirisak Yorathai cũng đã gút lại danh sách cuối cùng các tuyển thủ sẽ tham dự King Cup và ngay lập tức gửi chiến thư tới Việt Nam. Ông Sirisak khẳng định rằng ông cùng với các học trò đã nghiên cứu rất kỹ đội tuyển Việt Nam và tất cả đều đang rất tự tin vào kịch bản đánh bại thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Vào buổi sáng ngày hôm nay, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng đã công bố danh sách 23 cầu thủ cuối cùng sẽ tham dự King Cup khởi tranh vào ngày 5 tháng 6 tới. Trong danh sách này thì chỉ có sự vắng mặt của Messi Thái là Chanathip Songkrasin là đáng chú ý nhất, trong khi tất cả các trụ cột khác của Thái Lan đều góp mặt. Ở hệ thống phòng ngự thì hậu vệ cánh Tristando cũng góp mặt dù mới bị đau cơ cách đây không lâu. Trong khi đó ở trên hàng công thì Terasin Dangda đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Ngoài ra thành phần của voi chiến cũng gồm một gương mặt được kỳ vọng khá cao, chính là chân sút trẻ 17 tuổi Sulfanat Muenta. Ngôi sao này lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Đây cũng là tiền đạo từng ghi bàn thắng đẳng cấp trong màu áo của câu lạc bộ Buriram United ở AFC Champions League sau một pha chuyền bóng tinh tế của Xuân Trường cách đây không lâu.
Sau khi danh sách 23 cầu thủ được công bố, huấn luyện viên Sisak Yorathai đã đưa ra những phát biểu đầy tự tin khiến tuyển Việt Nam phải cực kỳ cảnh giác. Nhà cầm quân này khẳng định Voi Chiến đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng tôi sẽ có một số điều chỉnh về mặt chiến thuật do Chanathip vắng mặt. Tuy nhiên, chúng tôi không gặp quá nhiều khó khăn bởi sự thiếu vắng này. Những cầu thủ khác của chúng tôi có đẳng cấp và phong độ cao. Điều quan trọng là chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về đội tuyển Việt Nam và có rất nhiều cầu thủ của chúng tôi đang rất khát khao được đối đầu với họ. Tôi tin rằng là Thái Lan là một tập thể giàu sức mạnh và chúng tôi đủ khả năng để vượt qua đội tuyển Việt Nam. Đó sẽ là cơ sở để chúng tôi vô địch giải King Cup. Tuy nhiên thì trong danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam được huấn luyện viên Park Hang-seo công bố tham dự King Cup thì cũng có những gương mặt mới xuất hiện lần đầu tiên trong đội tuyển quốc gia, ví dụ như thủ môn Nguyễn Văn Toản của câu lạc bộ Hải Phòng. Với những khán giả đội bóng đất cảng, đây không phải là một cái tên xa lạ vì anh từng ăn tập ở đội trẻ của câu lạc bộ. Tuy nhiên năm 2017 đã chứng kiến một số biến cố lớn của cầu thủ sinh năm 1999 này. Anh sinh hoạt vô kỷ luật và bị đội bóng cắt hợp đồng. Không nghề nghiệp chuyên môn vì đam mê lớn nhất là bóng đá, cho nên Văn Toản đã phải đi làm thợ sửa nhôm kính phụ giúp gia đình. Cơ hội quay lại với bóng đá đã đến với thủ thành này khi Hải Phòng thiếu vị trí người gác đền. Người thầy Nguyễn Đức Cảnh đã gọi Toản quay trở lại. Ngay lập tức chàng trai này nhận lời và tự hứa là sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm cũ. Ở V-League 2019, trận đầu tiên Văn Toản dự bị cho Phan Đình Vũ Hải. Tuy nhiên thì sau khi cựu thủ môn Sông Lam Nghệ An dính chấn thương, cơ hội đã đến với Toản và anh nhanh chóng nắm lấy. Thi đấu chững chạc và ra vào hợp lý cùng với những pha phản xạ xuất thần, các khán giả ở Lạch Tray có lẽ vẫn không quên được pha đổ người cản phá quả penalty của thủ thành này trước Văn Toản của Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu ở vòng 4. Phần thưởng xứng đáng và đầy bất ngờ dành cho chàng trai sinh năm 1999 này là việc được thầy Park gọi lên tuyển ở King Cup 2019. Huấn luyện viên người Hàn Quốc đánh giá cao Văn Toản ở chiều cao tốt 1m85, tâm lý không biết sợ là gì và quan trọng là khả năng bắt phạt đền. Người đồng đội Vương Quốc Trung từng chia sẻ, thằng ấy tức là Văn Toản dạo này rụt rè nhưng có nó ở trong khung thành thì chúng tôi vững dạ hẳn. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cũng đã nhận xét về cậu học trò này. Toản có khả năng chọn vị trí tốt, phán đoán tình huống khá ổn, ra vào tương đối hợp lý nhưng còn cần phải tích lũy thêm kinh nghiệm vì dù gì thì cậu ấy cũng 19 tuổi mà thôi. Với sải tay dài cùng với chiều cao tốt là 1m85, thủ thành này được xem là một truyền nhân của người đàn anh Đặng Văn Lâm, không chỉ là ở trong khung gỗ của câu lạc bộ Hải Phòng mà còn ở đội tuyển Việt Nam. Việc được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên tuyển là rất vinh dự nhưng cũng đồng thời là trách nhiệm. Những người hâm mộ đều hy vọng viên ngọc thô Văn Toản sẽ tỏa sáng để trở thành thủ môn xuất sắc của Việt Nam ở trong tương lai. Nhân tố mới thứ hai ở đội tuyển Việt Nam lần này chính là Trần Văn Kiên. Được đôn lên đội 1 Hà Nội FC tại mùa giải 2016, nhưng với lối chơi lì lợm và khả năng lên công về thủ rất tốt của mình, Văn Kiên đã chiếm trọn niềm tin từ ban huấn luyện đội bóng thủ đô trong suốt 4 năm trở lại đây ở bên hành lang cánh phải. Tính tới thời điểm hiện tại, Văn Kiên đã ra sân tổng cộng 75 trận với tổng số phút thi đấu là 6.510 phút trong màu áo của Hà Nội FC. Đó là thành tích quá tốt đối với một gương mặt 23 tuổi như Văn Kiên. Dù thi đấu cực kỳ nổi bật trong màu áo của Hà Nội FC, nhưng cánh cửa U23 hay đội tuyển Việt Nam vẫn tỏ ra khá vô duyên đối với Văn Kiên. Còn nhớ là trong lần tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu M150 Cup tại Thái Lan, hậu vệ phải xứ Nghệ cũng được triệu tập, nhưng khi chốt danh sách cuối cùng thì anh lại không có tên vì lý do là có tiền sử bệnh tim. Chắc hẳn là nhiều người vẫn chưa quên hình ảnh giọt nước mắt của Văn Kiên rơi ở trên sân tập trước khi chia tay U23 Việt Nam. Mãi sau này huấn luyện viên Park Hang-seo mới lên tiếng thừa nhận việc không có Văn Kiên trong đội hình U23 giành ngôi Á quân vòng chung kết U23 châu Á 2018 là tiếc nuối lớn nhất của mình. Tuy nhiên thì Văn Kiên không biết rằng trong suốt thời gian qua mình vẫn luôn là cái tên nằm trong sổ theo dõi của huấn luyện viên Park Hang-seo. Màn thể hiện đầy ấn tượng gần đây đã đủ thuyết phục đối với nhà cầm quân người Hàn Quốc. Như chính những gì ông thừa nhận, Văn Kiên là một trong số những cầu thủ đáng được chú ý. Trong các đợt trước, Văn Kiên cũng có mặt dù kết quả khám tim của Văn Kiên là có vấn đề. Từ đó đến nay thì đội ngũ y tế đã liên lạc với đội ngũ y tế của Hà Nội. Tình hình sức khỏe của Văn Kiên tốt hơn nhiều, tất cả các trận đấu của Hà Nội FC về thể lực và sức khỏe tốt, không có lý do gì là không gọi cầu thủ đó. Quá trình thi đấu của Văn Kiên chứng minh được sức khỏe của cậu ấy là hoàn toàn tốt. Lần trở lại đội tuyển Việt Nam đợt này, đó là một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của Văn Kiên. Dù vậy thì hậu vệ xứ Nghệ vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể giành một suất đá chính. Bởi lẽ ở hành lang cánh phải hiện tại là hai cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng và Vũ Văn Thanh
đang chiếm được niềm tin rất lớn từ huấn luyện viên Park Hang-seo sau những thể hiện cực kỳ ấn tượng, đóng góp quan trọng trong suốt hơn một năm qua. Thế nhưng trong một giải đấu mang tính chất giao hữu, không loại trừ khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ trao cơ hội cho Văn Kiên thể hiện. Nếu vậy thì hậu vệ phải của Hà Nội FC phải nắm bắt thật tốt cơ hội này.